Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Đức Quý Vlog. Chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ. Và hôm nay em lại tiếp tục đi tìm đầu giải mã cho các bác. Thì của hãng Techcam thôi. Em thấy nó có mấy con Techcam, một con đi lông. Thì hôm nay em sẽ đi quay cho các bác xem. Tại vì mấy hôm vừa rồi cũng rất nhiều bác hỏi em về. Thì hôm nay em sẽ đi quay cho các bác xem nhé. Thì các bác yêu quý em thì hãy cho em xin một lượt thích, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh của em. Đó là cảm ơn các bác đã xem video của em, và cho em xin một lượt thích, một lượt chia sẻ nhé. Và bây giờ em sẽ mời các bác cùng đi với em ạ. Let's go. Vâng, ở đây trước mặt em đây là con Toscan, có số hiệu là 322. Con này thì nó chạy bằng băng bình thường ở Việt Nam ấy. Trong hai cái băng bình thường là con này cũng giải mã ấy. Trước mặt nó vẫn rất là mới nha các bác nhé, rất là mới. Input này, record, record, chứ mà em thấy nó nhiều nút lắm, các bác nhìn rất là nhiều nút. Rất là nhiều mà vẫn rất là mới. 85-90%, 90%. Quay đằng sau cho các bác xem này. Toàn bộ đằng sau nó đây, deck 2, deck 1, common này. Ở sau nó đây, cam chôn. Con này thì 100V 33W của Made in China. Số series của nó là 0400095. Model nó là 322 đây. Thì em quay cho bác, mấy bác hỏi em hỏi con này với cả con DA nữa. Tôi sẽ quay cho các bác xem mấy con cho các bác chọn. Hôm nay em đi thì nó có mấy con mới, thì nó bắt đầu giải mã mới, thì em sẽ quay cho các bác xem. Cái lại mặt nó một lần nữa. Rất là hàm hố, nhìn mặt nó rất là đẹp. Đó. Thì bây giờ em sẽ quay con tiếp theo. Tiếp theo là một con Techcam DA20. Đây nha các bác, Techcam DA20. Bảo hành 3 tháng, sản xuất năm nó cũng không gì. Con này chạy đĩa DA. Quay trước mặt cho bác xem, rất là mới. Mấy con mới này nó mới lắm các bác ạ. Nhìn cũng mê luôn đấy, cảnh nó quá mới, giá cả thì hợp lý. Để xem nó nặng không, nó có khoảng tầm chục cân, về Việt Nam khoảng 6-7 triệu. Đằng sau nó quấn rất dày nên không nhìn được, em chỉ nhìn được series của nó. Các bác thấy nó quấn rất dày, mít in ra ban này. Mấy bác nhìn được cái mít in ra ban là sướng này. Cái tay em, đầu ngón tay em mít in ra ban đẹp lắm các bác. Con này mới, khẳng định nó rất là mới. Đường vào nó quấn rất dày quá, em không nhìn thấy chữ đâu. Đây là digital.
cắm các cái mới, bảo quản rất là tốt, bên này nó giữ gìn nhưng mà vẫn không tránh được cái vết xước nhé, hàng bãi mà các bác, mới zin thì chỉ có hàng mới thôi. Mặt con này thì em khẳng định là nó mặt nó thì rất là mới, không một vết xước. À có, bên trong có một tí nhưng nhìn mắt thường không thấy được. Đây là cái này, là cái lông này, lông không phải vết xước, nhưng mà bụi ấy, toàn là bụi, như là xước cái bóng ngoài này thôi, rất là mới. Con DA 20 và tiếp theo nữa là một con MD, con MD 801P MD 801P nó có những cái nếp vặn này, vặn ốc ở trong cái tủ nhà người ta ấy. Rất là đẹp nha các bác nhé. Mấy con em quay toàn những con mới đẹp ấy. Nhìn rất là mới, rất là ok luôn đấy. Con MD phun đo nhỏ phun, em quay tổng thể mặt mặt của nó cho các bác xem, mới long lanh luôn. Được cái hai con này mới nhất này, khoảng 90-95%. Rất là mới. Rất nhiều bác hỏi em có đầu chẳng hạn không, hôm nay em sẽ quay. Rất là mới các bác nhé. Giờ em sẽ quay xong. Quay cho các bác xem. Đoạn này thì chắc nó là của Made in Japan. Made in Japan MD 801P 29W 100V. Đây các đường cổng vào của nó đây các bác. Đó là lốc đây. Đi tổ là output. Sau này nó dùng cả cái tóc ba chân này nữa. Em khá lạ con này, lần đầu tiên em thấy. Thì tóc cắm nguồn vào cái thứ em không hiểu cho lắm. Toàn là output, đường vào của nó ở đâu không rõ nữa. Đấy, thì em quay qua cho các bác xem, chắc chắn là ra thì có vào rồi. Mặt rất là đẹp, nhìn nó tổng thể nó đây. Cái mặt đồng hồ nhìn đẹp lắm các bạn, to to nhìn đẹp. Cái này mặt đồng hồ to nhất. Tiếp theo nữa là có bác hỏi cái con đầu ấy, cái con Cortex E16 tỏ sân năm, nó ghi đầu băng khối này, nhưng nhìn nó mới lắm, con lắc nó rất là nặng. Nó bị bom sơn ở chỗ này, chắc nó phải 3-4 cân, rất khó. Con này nó bảo em làm mà chắc em không làm, nó rất là nặng. Em nghĩ tầm 2-3 cân thì em có thể làm được, nhưng mà con này nó rất nặng. Để em vượt qua cho bác xem, quá nặng nhưng phải là nặng bình thường. Một mình tay em mà em nhấc lên không nổi. Không nổi luôn các bạn. Thôi con này em sẽ bỏ qua, nặng này một mình em sẽ không làm được.
Ở đây cũng có con đầu giải mã đây. Đây luôn. Đây là P 720 SE, con này mới đây. Con này là cùng với cả con đợt trước em lấy, cũng giống như hệt như này, cũng sản xuất năm 2011. Giống nhau. Đấy, tất cả là giống nhau. Con này về đến Việt Nam chắc nó đợt trước em gửi là nó khoảng tầm 4 triệu 3, 4 triệu 4 thì phải. Em nhớ không rõ lắm nhưng mà nó trên 4 triệu. Đấy là con đầu này, này. Về đến Việt Nam. Đó như vậy. Một con. Còn cái con đen lông đâu ấy nhỉ. Đây, con nào thích con ngon bùa rẻ thì đen lông đây. DMD sản xuất năm 1996 nhưng nó vẫn rất là mới, rất là ok. Có giải mã luôn sao? Có giải mã các bạn ạ. Cái này của Made in Japan. Con này về đến Việt Nam thì chắc cũng khoảng hơn 3 triệu thôi. Con là giải mã, con nào thích ngon vừa rẻ như đây. Một con duy nhất. Con nào thích thì liên hệ với em luôn. Em lấy luôn. Đấy, quay lại cho mấy bác hỏi đầu giải mã nhá. Ở đây, thêm một con nữa. Con này con DA30 vừa em quay chưa nhỉ? Đây con DA30. Đúng rồi, con này vừa em chưa quay. Đây con DA30 nhé các bác nhé. Đẹp tốt. Rất đẹp, nó có mấy cái núm này nhấn, điểm nhấn trước mặt rất là đẹp này. Rất là ok. Cái này là phân loa dao NR đây, chắc là của loa rồi. Chỉnh loa. Đây là cái input. Input analog input. Sampling. Digital input. Đấy, đây là các đường cắm ở đằng sau đó các bạn. Như em nhìn cái này cũng đẹp. Con DA này. Cái này thì đắt nha các bạn nhé. Sản xuất năm 1910 nó rất là mới. Tính đỏ bên này nó giữ gìn rất là đẹp các bạn. Từ 1990 là gần 30 năm rồi. À 30 năm rồi. Mà nhìn nó mới lắm các bạn. Mới keng à? Không biết xước gì à? Quá giữ gìn luôn. Sản xuất lâu như vậy thì chỉ có của Japan thôi. Không biết thật. Ra ban tích cam Noren DA30 mới ra ban. Cái này rất đẹp các bạn ạ, nó phải tầm trên 10 cân, tầm 13 đến 15 cân. Đây đằng sau nó đây, in out đường ấy đây là đường cắm bình thường đây. Và đường cả chân đấy này nữa luôn, ba chân luôn, rất là đẹp. Đó, thì hôm nay em sẽ quay mấy con như thế cho các bác chọn. Con nào thích thì hãy liên hệ với em, thì em sẽ đi lấy cho các bác. Rất nhiều con đẹp. Em nhìn thấy con này là nó rất là ok. Hôm nay em quay cái nô này là toàn nô mới, mới đẹp lắm. Em quay lại cho các bác một lần nữa nhé. Đây, con đầu tiên đây. 322 tích cam. Và tiếp theo nữa là một con DA20. Và một con MD801. MD801. Và một con DA30. Đó.
Thì chắc này em cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp các bác ở video tiếp theo. Các bác hãy yêu quý em thì cho em xin một lượt thích và một lượt chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Bây giờ em xin chào tất cả các bác ạ. Xin chào tất cả các bác.